xin hết sức là dễ thương. Một cô gái năm nay chỉ có mới 17 tuổi thôi, chưa đủ tuổi gì thành niên, nhưng một cô gái hát cực kỳ hay. Và hôm nay với một bài hát mà chúng tôi tặng cho cô ấy, bài hát Đường Cong, để xem cô ấy thà. Tức là cô ấy thể hiện như cái út nhẹ nhàng rất là thành công, nhưng mà phải biết út Đường Cong viết như thế nào. Một chặng tay cho bạn Đoàn Lê Phương Vi, xin mời bạn mở cửa ra. À, em có đi lộn chỗ không? Xin nhìn ngáo ngơ vậy. Ủa sao ai lên đây cũng quay vòng vòng hết ta? Nhưng nó có vấn đề. Quay đường cong đi. Quay cái đường cong không? Được. Đây là cái dạng... Còn chịu chơi không? Làm cho cái hàng quấn vô ha. Em giới thiệu gọi là chào. Vô. Dạ em đang là... Xin chào ban giám khảo. Các bạn ở cà phê tượng tối nay. Với các bạn thân mến, nhưng mà là chú ý kia đi sẽ thêm Đoàn Lê Phương Vi là một cô gái đang thể hiện thành công rất nhiều khúc nhẹ nhàng. Với chiếc giọng nhẹ nhàng đầm ấm, cô đã thành công và chinh phục được và cô ban giám khảo như ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay với bài hát em bóc đường là bài hát Đường Cong, để xem là chất liệu mạnh mẽ trong bài hát này qua giọng hát em có được thể hiện thành công không. Chúng ta sẽ cùng đón xem. Một tràng pháo tay cho khúc Đường Cong. Vỗ tay giùm cái. Cảm ơn các bạn. Lùi vỗ tay quá nha. Nam từ đâu về đây có ai nghe nam là say. Nam từ xưa về đây có ai lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường cong em đây mà. Ô ô la la chan chê say say đây kì em là. Thì hôm nay em cũng làm anh rất là bất ngờ, tại vì là anh không nghĩ là em có thể hát bài này nó
sexy như vậy. Không cần phải sâu thịt, không cần phải quá dùng những cái từ, những cái không có cần phải dùng nhiều lực mà em vẫn thể hiện bài hát này rất là thành công. Ở cái chỗ là những cái thứ nhất là hôm nay cái điều đáng khen của em là em diễn tốt hơn những cái ngày không mấy lần cái đợt trước, là em có biết cách giao lưu với khán giả nhiều hơn, rồi em nhấn nhá, em biết bỏ nhỏ chỗ này, em biết đẩy cao trào chỗ kia hơn, và anh thấy là em trưởng thành hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái bản mà cover đường cong anh rất là thích, tại vì bản chất là cái bài này thường thì người ta nghĩ là người ta hát người ta phải cố tình người ta làm cho nó sexy ra, nhưng mà cái giọng của em thì khi mà em hát bài vô tình anh cảm thấy nó rất là hay và rất là sexy và rất là phù hợp với cái cách cover này, cho nên là anh nghĩ là đây là một phần